Đây là cái kết đắng cho Hồng Quế khi lên tiếng tố Hương Giang đi muộn giờ, thiếu chuyên nghiệp. Ngay trong show diễn của nhà thiết kế Đỗ Long, Hồng Quế đã đăng tải dòng trạng thái ám chỉ Hương Giang đi trễ, làm cả ekip đợi chờ khiến khán giả phải ngỡ ngàng. Rất nhiều bình luận trái chiều, chỉ trích của các fan Hương Giang đã đăng tải ngay trên trang cá nhân của Hồng Quế. Vào tối ngày 24 tháng 6 vừa qua, show Xuân Hè 2018 của nhà thiết kế Đỗ Long đánh dấu chặng đường gần 10 năm làm nghề của anh đã được diễn ra rất hoành tráng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài sự đầu tư công phu thì sự kiện này còn thu hút khán giả khi có hàng loạt người nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu của làng giải trí Việt cũng góp mặt. Tuy nhiên, đêm diễn đặc biệt này cũng có khá nhiều tình tiết xoay quanh khiến người hâm mộ xôn xao. Theo đó, người mẫu Hồng Quế bất ngờ đăng tải dòng trạng thái 7:30 mới xuất hiện để make up, trong khi 8:00 bắt đầu show diễn, khiến 1.000 người phải chờ. Thật quá vô duyên, cứ có ti danh là cho phép mình không coi ai ra gì. Để sự việc không đi quá xa, ngay cả chủ nhân của đêm diễn là nhà thiết kế Đỗ Long và cả Hương Giang cũng nhanh chóng lên tiếng. Cụ thể, phía nhà thiết kế cho hay, Hương Giang được hẹn lúc 19:30 và lúc cô đến, cô còn phải chờ vì khi ấy chuyên gia trang điểm vẫn đang còn hỗ trợ Phạm Hương. Từ phía hoa hậu, Hương Giang xin được khẳng định lại, Giang có mặt đúng giờ hẹn theo thứ tự make up của các vedette Phạm Hương 6:30, Hương Giang 7:30 ạ. Câu chuyện rất bình thường, mong mọi người không đẩy mọi chuyện đi xa thêm. Quan trọng tất cả đã bình tĩnh và tạo nên một đêm diễn tuyệt vời. Đến đây, Hồng Quế đã xóa ngay status bức xúc ấy trên trang cá nhân, nhưng chân dài vẫn bị mọi người ném đá rất dữ dội. Hầu hết khán giả bên vực Hương Giang và cho rằng cô đang kiếm fame để được nổi tiếng. Một số bình luận đầy chỉ trích. Cảm ơn em đã xóa status, nhưng mà liệu Hồng với chị, ăn bậy được chứ không có nói bậy nghe hôn. Cái gì cũng biết, cái gì cũng hay, chỉ có biết điều là không biết thôi. Bớt sân si lại sẽ ngẩng đầu lên được, đã mịt mờ còn mang kiếp sân si hám pham, ké mới được chút danh tiếng. Hoa hậu Hương Giang chính thức lên tiếng về việc bị Hồng Quế tố đi trễ, làm show diễn phải dời một tiếng. Gây xôn xao dư luận khi bị tố đi trễ làm ảnh hưởng cả show diễn, Hương Giang chính thức lên tiếng đính chính vụ việc. Sau khi kết thúc show diễn thời trang của nhà thiết kế Đỗ Long, ngoài bộ sưu tập Into the Dark, một trong những người được chú ý nhiều nhất chính là Hoa hậu Hương Giang. Bởi đây là lần thứ hai cô được trở thành vedette trong một show diễn vô cùng hoành tráng. Thế nhưng, niềm vui không trọn vẹn khi kết thúc, nàng hậu lại bị Hồng Quế bất ngờ tố về việc thiếu chuyên nghiệp khi đi trễ, ảnh hưởng đến show diễn. Cụ thể, theo Hồng Quế, nàng hoa hậu chuyển giới đã có mặt khá trễ và lại chưa trang điểm, dẫn đến hệ lụy ảnh hưởng show diễn phải dời lại một tiếng so với giờ được ấn định. Có vẻ điều này khiến người đẹp vô cùng bức xúc. 1.000 người chờ một người, làm việc quá chuyên nghiệp, 8:00 diễn mà 7:30 mới mò mặt tới mà chưa make up, thật quá vô duyên, cứ có tí danh là cho phép mình không coi ai ra gì, Hồng Quế đăng đàn trên trang cá nhân. Với sự ồn ào này, Hương Giang mới đây đã chính thức lên tiếng về vụ việc, nàng hậu chia sẻ trên trang cá nhân. Nhân tiện về thông tin Hương Giang đến muộn làm ảnh hưởng tới toàn bộ show diễn, một lần nữa, có những người mật thiết liên quan ở đây cho phép Hương Giang xin được khẳng định lại. Giang có mặt đúng giờ hẹn theo thứ tự make up của các vedette Phạm Hương 6:30, Hương Giang 7:30 ạ. Câu chuyện rất bình thường, mong mọi người không đẩy mọi chuyện đi xa thêm. Quan trọng tất cả đã bình tĩnh và tạo nên một đêm diễn tuyệt vời. Theo đó, Hoa hậu Hương Giang trần tình bản thân không hề thiếu chuyên nghiệp đến vậy, bởi cô đến đúng với thời gian được báo thứ tự trang điểm. Cụ thể, nàng hậu sẽ đến và trang điểm lúc 7:30 sau Hoa hậu Phạm Hương, nên chắc chắn việc show diễn dời lại trễ một tiếng không do mỹ nhân như bị tố. Thêm đó, điều này hoàn toàn trùng khớp với những gì mà nhà thiết kế Đỗ Long từng đính chính trước đó. Ca sĩ Thu Thủy chua chát thừa nhận trắng tay, phải ở nơi chưa từng nghĩ tới sau ly hôn. Tâm sự của Thu Thủy về cuộc sống sau ly hôn đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm của khán giả và người hâm mộ. Tối ngày 22 tháng 6, Thu Thủy bất ngờ chia sẻ hình ảnh bên con trai cùng dòng tâm sự khá dài về cuộc sống sau một năm quyết định ly hôn. Cô thừa nhận đã gặp quá nhiều khó khăn và mệt mỏi khi vừa chăm con trai vừa một mình lo cho cuộc sống hai mẹ con. Theo Thu Thủy, cô gần như mất trắng tất cả và phải cùng con trai cư trú ở một nơi chưa từng nghĩ đến. Đã một năm trôi qua, mẹ con ta đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, vất vả gần như là cay đắng nhất. Mẹ bồi hồi nhớ lại những ngày tháng vất vả, hoàn cảnh khá đơn chiếc mẹ con mình lúc đó. Dường như mọi thứ đổ ập xuống mẹ con mình, con trai à. Mẹ gần như mất trắng tất cả và mẹ con mình phải cư trú ở một nơi mà mẹ chưa từng nghĩ đến. Những ngày tháng mưa bão, sấm chớp, ngập lụt, rồi những đêm con sốt, con bệnh,
nước mắt mẹ lăn dài. Gào thét có, rồi đau đớn, rồi ngắt từng cơn và sau đó là mẹ không còn khóc được nữa. Thu Thủy viết. Nhưng cũng nhờ khó khăn trong suốt một năm đó đã giúp cô mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nữ ca sĩ khẳng định, nếu sau này còn gặp khó khăn nữa, chỉ cần làm những điều lương thiện, chắc chắn sẽ gặp được những điều tốt đẹp. Và cũng chính nhờ những tháng đó, mẹ mới hiểu thấu lòng người. Những ai bên cạnh mẹ con mình đem tinh thần và sự chia sẻ giúp đỡ và ở cạnh mẹ con mình trong lúc khó khăn nhất, làm mẹ ấm lòng và vẫn tin rằng trên đời này còn có tình người con trai à. Thu Thủy đã chia sẻ. Hiện tại, ngoài nghệ thuật, Thu Thủy dành hết thời gian cho con trai, bé Henry. Sau chia sẻ của Thu Thủy, rất đông khán giả đã gửi lời động viên tới cô, mong nữ ca sĩ sẽ mau chóng có cuộc sống hạnh phúc, không lo nghĩ nhiều. Trước đó, khi chia sẻ về con trai, Thu Thủy từng cho biết, vì bé vẫn còn nhỏ nên chưa nhận thức được biến cố gia đình. Nhiều lần vẫn buộc miệng hỏi về cha hay hát các ca khúc về cha. Mỗi lần như vậy, cô đều không kìm được xúc động và bật khóc. Thu Thủy và chồng cũ từng khiến nhiều người ngưỡng mộ với chuyện tình kéo dài 17 năm. Tuy nhiên, vào cuối tháng 11/2017, nữ ca sĩ đã chính thức xác nhận ly hôn vì những mâu thuẫn dồn nén trong cuộc sống vợ chồng. Theo lời kể của Thu Thủy, trong 3 năm sau khi kết hôn, cô đã cố gắng rất nhiều lần, nhưng nữ ca sĩ vẫn không thể giữ được trái tim của ông xã. Đây là những nhược điểm về nhan sắc khiến Nhã Phương trở thành đệ nhất khóc xấu của showbiz Việt. Được đánh giá là ngọc nữ của làng điện ảnh Việt, nhưng Nhã Phương vẫn sở hữu một số nhược điểm chết người khiến nhan sắc của cô không được trọn vẹn. Nhã Phương không phải là mỹ nhân hàng đầu, song cô cũng được đánh giá là một trong những người đẹp xứng danh ngọc nữ của làng điện ảnh Việt. Sở hữu gương mặt tròn trịa, phúc hậu, đậm chất Á Đông, đôi mắt to tròn ngây thơ, làn da trắng mịn, Nhã Phương dễ dàng chinh phục thiện cảm của khán giả yêu phim truyền hình Việt. Tuy nhiên, những khán giả tinh ý có thể nhận ra Nhã Phương sở hữu một số nhược điểm chết người khiến nhan sắc của cô không được trọn vẹn. Đầu tiên phải kể đến là đôi mắt nhăn nheo, hằng vô số nốt chân chim của Nhã Phương. Do đặc thù công việc quá bận rộn, thời gian được ngủ không nhiều đã khiến đôi mắt của Nhã Phương bị lão hóa sớm. Mặc dù mới ở độ tuổi đôi mươi, song đôi mắt nhăn nheo đã khiến Nhã Phương già đi khá nhiều so với độ tuổi thực của mình. Rõ ràng Nhã Phương nên chú ý chăm sóc vùng da quanh mắt để có thể tự tin mà đăng tải những bức ảnh chưa qua xử lý làm mịn của nhiếp ảnh gia. Một nhược điểm hình thể nữa khiến Nhã Phương không thể theo đuổi được bộ cánh gợi cảm, đó chính là đôi chân gầy guộc, nhăn nheo đến đáng báo động của nữ diễn viên. Trong một sự kiện liên quan đến điện ảnh, Nhã Phương diện váy trễ vai màu vàng ánh kim, khoe trọn bờ vai trần gợi cảm và vùng một bốc lửa. Song, đó là khi khán giả nhìn theo khuôn hình chân dung. Nếu nhìn tổng thể, nhan sắc và độ hấp dẫn của Nhã Phương giảm đi khá nhiều vì chiếc váy dáng high low đã vô tình để lộ đôi chân kém sức sống, gầy guộc đến lộ cả đầu gối củ lạc. Nhã Phương được xem là nữ hoàng nước mắt của màn ảnh Việt, vai diễn nào của cô cũng nhạt nhòa nước mắt. Song chính vì thế mà người đẹp để lộ nhược điểm thứ ba, biểu cảm khóc cực xấu. Các khán giả cho rằng lối diễn xuất cũ, nhàm, đôi lúc lại quá lố, nhất là trong cảnh khóc của Nhã Phương, khiến họ sợ xem phim. Nguyên nhân là bởi khi diễn cảnh khóc, gương mặt Nhã Phương luôn rơi vào tình trạng nhăn nhó, gượng gạo, mũi đỏ, mắt ẩn ẩn nước. Một vài khán giả hài hước nhận xét rằng, dù bạn xinh đến đâu, trong bạn vẫn buồn cười và xấu xí khi bạn khóc. Phục hồi điều tra vụ án Hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ sau một năm tạm dừng. Hôm nay ngày 14 tháng 6, cơ quan điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định phục hồi điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phục hồi điều tra bị can đối với Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung. Theo cơ quan điều tra, đơn vị này đã có kết quả giám định tài liệu do cơ quan này trưng cầu nên cơ quan điều tra đã ban hành quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với vụ án. Quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ bị can đối với Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung, đồng thời đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án và phục hồi điều tra đối với hai bị can Nga Phương. Vụ Hoa hậu Phương Nga nhiều lần đưa tin, ngày 21 tháng 9 năm 2016, bà Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung bị Tòa án Nhân dân TP.HCM đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại phiên tòa, Nga và Dung khai ra hợp đồng tình ái khiến dư luận dậy sóng. Gần như một ngày xét xử, tòa đã trả hồ sơ để điều tra lại, nhằm làm rõ một số nội dung liên quan trong vụ án. Sau gần 2 tháng điều tra bổ sung, cơ quan cảnh sát điều tra đã hoàn tất hồ sơ chuyển cho Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM điều tra bổ sung lần 1. Tuy nhiên, sau khi xem xét, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM tiếp tục trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung lần 2.
Tại phiên tòa ngày 22 tháng 6 năm 2017, cáo trạng công bố tại tòa cho rằng khoảng tháng 7 năm 2012, Phương Nga nói với ông Cao Toàn Mỹ, ngụ quận 7 thành phố Hồ Chí Minh về khả năng kinh doanh của mình, đồng thời cho biết có nhiều bạn bè trong giới địa ốc có thể mua nhà mới với giá rẻ hơn thị trường. Ông Mỹ đưa bà Nga 6 tỷ đồng để nhờ mua một căn nhà tại quận 5 nhưng bà Nga không giao nhà. Tiếp đến, bà Nga nói với ông Mỹ có căn nhà giá 16,5 tỷ đồng ở quận Nhất. Lần này ông Mỹ đưa cho bà Nga 10,5 tỷ đồng. Sau khi đưa cho bà Nga tổng cộng 16,5 tỷ đồng mà không có nhà, ông Mỹ làm đơn tố cáo với cơ quan công an. Cáo trạng cũng cho rằng, kết luận điều tra cho thấy, Nga đã bàn với Dung làm giả một số giấy tờ nhằm mục đích chứng minh Nga không dính líu tình bạc với ông Mỹ. Tại lần xét xử thứ hai này, tòa đã trả tự do cho Nga và Dung kèm theo yêu cầu điều tra bổ sung chính nội dung. Một tháng sau, cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra, chờ kết quả giám định hồ sơ. Và nay nhận được kết quả, cơ quan điều tra đã phục hồi điều tra như đã nói trên.